Em làm cái gì vậy? Em suy nghĩ kỹ rồi. Đến lúc mình phải dừng lại rồi. Em nói vậy là sao? Chắc anh cũng biết chuyện rồi. Thì em nói luôn vậy. Em có người khác rồi. Chúng ta không nên gặp nhau nữa đâu. Tại sao lại vậy? Anh biết là anh chưa đủ tốt, anh chưa lo được cho em. Nhưng mà chính em nói là mình cùng nhau cố gắng cơ mà. Cố gắng đến bao giờ? Bao nhiêu lâu nay anh vẫn không xin được việc. Anh vẫn là thằng xe ôm phơi nắng phơi sương ngoài đường. Tiền thì chẳng kiếm được bao nhiêu cả. Anh bảo em phải chờ đợi anh kiểu gì? Thời đại nào rồi còn sống một túp lều tranh, hai trái tim vàng nữa hả anh Tuyển? Mình đã có thời gian hạnh phúc bên nhau, em quên hết điều ấy rồi à? Mình bên nhau lâu như vậy là em không thể đợi anh thêm một thời gian nữa à? Không. Người yêu mới của em là một người giàu có nhà, có xe, có địa vị. Thanh xuân của người con gái thì có giới hạn thôi. Anh cứ xem em như là một đứa con gái thực dụng, tồi tệ đi. Em không thể nào mà chờ đợi anh được nữa. Ít thôi nhé không nhiều, từng chiều thường hay đưa đón. Đón em đến tương lai sẽ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em ơi, để yêu thắm quen nhau. Để đêm đêm khóc sống những yêu thương nhiệm màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều vì anh đã ước. Ước sẽ mãi bên em để... Này, em đã bao giờ gặp một ai đó mà bị sát đánh không chết không? Làm sao mà có chuyện đó được hả? Có đấy, là anh này. Cách đây ít phút thôi, anh vừa bị sét đánh ngay khoảnh khắc mà anh nhìn thấy em đấy. Nếu còn kiếp sau ấy, anh sống tốt hơn, nhất định anh sẽ tìm em. Nhưng mà lúc đấy em có đồng ý làm người yêu anh không? Em không chê anh à? Chê cái gì chứ? Anh phải cố gắng lên, kiểu gì cũng xin được việc thôi mà. Với cả, anh phải kiếm nhiều tiền để sau này em còn thu lương của anh chứ. Ôi rồi, chưa gì đã thấy tương lai mù mịt rồi. Gì có tình yêu sét đánh. Thứ mà nhìn thấy chính xác là cảnh báo của thiên lôi. Vâng, mẹ cứ yên tâm công tác đi. Con thấy dự án lần này đối tác làm khá tốt đấy. Nếu mà được thì mình đầu tư. Vâng, vâng, vâng. Anh Tuyển, ngày hôm nay em là người đến để bàn hợp đồng. Cô ngồi đi. Tôi nghe nói là quản lý dự án lần này khá là giỏi đấy. Cũng không bất ngờ lắm nhờ. Một con người sống thực dụng như cô thì tất nhiên phải làm ra những dự án với lợi ích tối đa rồi. Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Hơn nữa, đó là chuyện riêng. Hôm nay anh có thể lắng nghe em trình bày về dự án lần này được chứ? Không. Cũng như các cô nói về thanh xuân thôi. Thời gian của tôi có hạn. Tôi không mất thời gian để bàn hợp đồng hay làm ăn gì với một kẻ phản bội đâu. Quế Anh à? Dạ vâng ạ. Cô là ai đấy ạ? Tôi, mẹ của Tuyển.
Dạ, cháu mời cô vào nhà uống nước ạ. Khỏi. Cái thứ hôi thối bẩn thỉu như này tôi không vào. Giọng điệu cũng ngọt ngào nhỉ. Trông đen đúi, bẩn thỉu, quê mùa. Thảo nào, cô bám kỹ đấy thằng con trai của tôi thế. Cháu đánh hơi thấy. Nó là con trai duy nhất của tập đoàn TG. Thừa kế khối tài sản to đùng, cách xù. Cái nhà vệ sinh của chó còn to hơn cái nhà cô đang ở nhá. Cháu không hề biết điều này ạ. Không biết. Không biết. Này, cô mà lại không biết, cô thử ấn hỏi Google xem có biết con trai tôi không. Cô nghĩ tôi ngu à? Cầm 500 triệu cút khỏi cuộc đời của con trai tôi. Nếu không, nó ở với cô ấy cũng không ngóc đầu lên được đâu. Tôi đã chặn hết đường làm ăn của thằng Tuyển, kể cả cô nữa. Có ra trường cũng không vác mặt đi làm ở đâu được đâu. Nghe chưa? Cháu sẽ rời bỏ anh Tuyển ạ. Nhưng mà 500 triệu này cháu không nhận đâu ạ. Anh Tuyển xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn ạ. Chê tiền. Được. Để tôi xem cái mặt cô chê tiền có bỏ được thằng con trai của tôi không. Còn nếu không ấy, liệu cái thần hồn không sống yên với tôi đâu. Em bị điên à? Tại sao lại làm như thế? Nếu mà em không làm như thế thì anh ấy sẽ không bao giờ từ bỏ em. Mà nếu như mà bọn em không rời xa nhau thì mẹ anh ấy sẽ không để yên cho anh ấy đâu ạ. Nhưng anh thấy chuyện này... Anh cứ giúp em và giữ bí mật giúp em là được ạ. Anh chỉ cần tìm một ai đó chụp ảnh thân mật với em rồi gửi ảnh cho anh ấy ạ. Thôi được rồi, anh sẽ giúp em. Cố gắng là tốt nhất dự án lần này để đến khi gặp anh. Thật may là anh sống rất tốt. Đây mới chính là cuộc đời của anh. Chúng ta không đến được với nhau vì đúng người sai thời điểm, hay đúng thời điểm nhưng sai người, hay là vốn dĩ từ đầu chúng ta không nên gặp nhau.